ngắm nhìn những công trình lịch sử gắn liền với thời khắc tiếp quản thủ đô cách đây 70 năm. Cột cờ Hà Nội, kỳ đài nằm trên đường Điện Biên Phủ được xây dựng năm 1812 dưới triều vua Gia Long, cùng với thời điểm xây thành Hà Nội. Đây là nơi diễn ra lễ thượng cờ lịch sử trong ngày tiếp quản thủ đô 10 tháng 10 năm 1954. Nhà hát lớn Hà Nội, nơi nổi hồi còi báo hiệu cho lễ thượng cờ lịch sử chiều 10 tháng 10 năm 1954. Trước nhà hát lớn là quảng trường Cách mạng tháng 8, nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện lớn của đất nước. Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, nay là nhà khách chính phủ, được xây dựng vào năm 1918. Nơi đây chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng từ thời kỳ Cách mạng tháng 8 1945 và ngày giải phóng thủ đô năm 1954. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trục đường Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng là nơi cánh quân phía Nam của đại đoàn 308 đi qua trong buổi sáng 10 tháng 10 năm 1954 vào tiếp quản thủ đô. Ga Hàng Cỏ, ga Hà Nội là một trong những cơ sở đầu tiên được quân đội và nhân dân Việt Nam tiếp quản từ quân Pháp vào sáng 9 tháng 10 năm 1954. Công trình này được xây dựng và hoàn thành vào những năm đầu của thế kỷ 20, có quy mô lớn nhất Đông Dương thời kỳ đó. Khu vực cửa Nam, nơi cánh quân phía Tây của đại đoàn 308 từ ô cầu Giấy tiến về tiếp quản thủ đô trong sáng 10 tháng 10 năm 1954. Chợ Đồng Xuân là địa danh nơi đoàn quân tiếp quản thủ đô đi qua để tiến về hợp quân tại thành cổ, nay là Hoàng thành Thăng Long. Cầu Long Biên là nơi chứng kiến những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội vào chiều 9 tháng 10 năm 1954.